đèo Mã Pì Lèng hay còn gọi là Mã Pì Lèng. Mã Pì Lèng nghĩa là sống mũi con ngựa, được mệnh danh là vua của các con đèo ở vùng núi Tây Bắc, là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km vượt núi Mã Pì Lèng ở sườn phía đông, với độ cao vùng đỉnh đèo khoảng 1.200 m đến 1.400 m thuộc xã Pả Vi và Bãi Lùng, huyện Mèo Vạc và xã Tả Lùng, huyện Đồng Văn. Là một cung đường huyền thoại, Mã Pì Lèng mang vẻ đẹp vừa hoang sơ, hiểm trở, vừa hùng vĩ nhưng cũng rất đẹp. Bao quanh là vách núi đá Tai Mèo cao, dựng đứng với màu xám tro hung tợn, lại càng hấp dẫn các tín đồ phượt. Cùng với đó là những khúc cua hiểm trở, uốn lượn, đòi hỏi các tay lái phải vững tâm lý, chắc tay mới có thể vượt qua được. Đèo Mã Pì Lèng là đèo trên quốc lộ 4C ở vùng đất xã Bãi Lùng và Pả Vi thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Quốc lộ 4C là con đường được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Tây Bắc làm trong 6 năm từ 1959 đến 1965, với trên 2 triệu lượt ngày công lao động. Riêng đoạn đèo vượt Mã Pì Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách đá lấn từng cm để làm trong 11 tháng. Đây rồi. Đỉnh Mã Pì Lèng nằm ở độ cao 1.200 m thuộc cao nguyên đá Đồng Văn. Từ trên đỉnh này, mọi người chiêm ngưỡng cảnh mây trắng bao quanh những đỉnh núi trùng trùng điệp điệp, núi ấp ôm mây, mây ấp núi, thật tuyệt đẹp. Người leo đèo phải vén mây để đi lên. Ngay trên đỉnh đèo đang được khoan đục mở rộng vòng cua, có nhiều dịch vụ phục vụ những công nhân mở đường và du khách như chúng tôi. Mọi người vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp, vừa quay phim, chụp ảnh, ai cũng muốn có được ít nhất một tấm ảnh kỷ niệm tại đây. Con đường này nối liền thành phố Hà Giang với các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Đèo Mã Pì Lèng gồm 9 khúc quanh co với vách đá dựng đứng và vực sâu thăm thẳm. Hai bên đường, các khối núi được tạo nên bởi một loạt trầm tích gồm đá vôi, đá phiến, đá vôi slick chứa các hóa thạch cách ngày nay khoảng 426 triệu năm. Bao gồm trong đó nhiều vết trượt và vết nứt do các hoạt động tạo núi gây ra. Trước những năm 1960, hơn 8 vạn người Hơ Mông thuộc 4 huyện ở phía Bắc, các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn không có khái niệm con đường. Bao đời họ chỉ biết vượt Mã Pì Lèng bằng cách đóng cọc, treo dây trên vách đá để bò qua 9 khoanh đèo hun hút. Lởm chởm đá Tai Mèo dựng đứng, đoạn khó khăn nhất của tuyến đường chỉ có 21 km từ Đồng Văn sang Mèo Vạc, lại phải mất thêm gần 2 năm lao động vất vả nữa mới hoàn thành. Đoạn đường này chính là con đèo
hiểm trở Mã Pì Lèng. Để vượt bức tường đá này cần xây dựng một đường đèo men theo vách núi ở độ cao khoảng 1.600 mét. Con đường này về sau mang tên Đường Hạnh Phúc, được khởi công vào ngày 10 tháng 9 năm 1959 với sự tham gia của hơn 1.300 thanh niên xung phong cùng hơn 1.000 dân công thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Giao, Pu Péo, Lô Lô v.v. của 8 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Hưng, Nam Định. Sau 6 năm xây dựng với gần 3 triệu lượt ngày công đục khoét gần 3 triệu mét khối đá, hầu hết trong đó là lao động thủ công, không có sự hỗ trợ của máy móc, con đường được hoàn thành vào ngày 15 tháng 6 năm 1965. Cảnh quan khu vực này lởm chởm đá tai mèo dựng đứng, nối liền trùng trùng điệp điệp. Các học giả người Pháp từ cả trăm năm trước đã gọi đỉnh Mã Pì Lèng nói riêng và công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nói chung là một tượng đài địa chất. Người Pháp đến Hà Giang từ năm 1900, họ đã từng khảo sát, từng muốn mở đường lên vùng đất này, nhưng gần nửa thế kỷ chiếm đóng họ vẫn không thay đổi được. Việc tiếp tế cho các đội quân đồn trú của Pháp vẫn phải chuyển theo những con đường mòn treo leo bằng sức người và ngựa. Vào những ngày không có sương mù, trời đẹp, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh cao nguyên đá Đồng Văn. Khung cảnh núi non hùng vĩ với một bên là vách núi đá dựng đứng, một bên là vực sâu. Sông Nho Quế, nước xanh màu ngọc bích, Mã Pì Lèng độc đáo, hùng vĩ, hiểm trở nhưng cũng thật tuyệt đẹp. Đúng là một trong tứ đại đỉnh đèo hùng vĩ ở vùng núi phía Bắc nước ta. Xứng đáng để du khách chinh phục trong hành trình đến với mảnh đất Hà Giang yêu quý nói chung, cao nguyên đá Đồng Văn xinh đẹp nói riêng của Tổ quốc Việt Nam.